chào các bạn, rất vui được các bạn trở lại xem kênh Trường Lâm Nguyễn. Hôm nay là ngày thứ năm mình ở Sài Gòn. Hôm nay thời tiết trời rất là tốt nha. Trời nắng chang chang. Nhưng mà sáng nay thì không có nóng cho lắm đâu. Hy vọng là chiều nay đừng có mưa. Nhưng mà mình xem tin thời tiết là báo là chiều nay là khoảng chiều tối đó là sẽ có những trận mưa. Nhưng mà không biết có lớn hay nhỏ thôi. Bây giờ mời các bạn theo chân Trường Lâm Nguyễn đi một vòng ở chợ Bến Thành Sài Gòn nha. Đi ra khu Sài Gòn Square, đó là trung tâm thương mại của người Nhật Takashimaya. Bây giờ bà xã mình hiện tại đi vào khu vực Kềm Nghĩa. Nên mời các bạn theo chân mình. Nên mình bây giờ mời các bạn vào ở trong Kềm Nghĩa. Trước mặt mình đây là khu trung tâm thương mại Sài Gòn Center. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở trước trung tâm thương mại Sài Gòn Center, coi như là trung tâm Sài Gòn đây. Và trước mặt mình đây là cái đường Lê Lợi, Sài Gòn Square, trung tâm thương mại Takashimaya. Và hướng xa xa bên kia là nhà hát thành phố. Bây giờ mời các bạn vào tham quan Sài Gòn Square. Đây là khu vực vừa bước chân vào trong Sài Gòn Square thì mình thấy hầu như ở đây họ bán quần áo rất là nhiều. Hôm nay hai vợ chồng mình đi vô trong Sài Gòn Square để xem những cái mặt hàng cho các cháu. Bởi vì không còn nhiều ngày nữa các cháu sẽ đi du lịch hè ở bên Việt Nam. Đây, mời các bạn tiếp tục theo chân mình nha, đi vô trong Sài Gòn Square. Bên trong Sài Gòn Square có cái gì cũng có nha, từ quần áo đến đồ thủ công mỹ nghệ, mũ nón, tất cả đều có đầy đủ ở đây hết. Ông mặc vô thử cái đúng cái size của chú không, cắt đi cháu. Dạ. Đây. Chú đeo giùm con. Đây mình tới mình mua giùm ông anh cái thắt lưng màu trắng, nhìn cũng rất là dễ thương. Đó. Đây là khóa automatic. Đây là khu vực ở trên lầu của Sài Gòn Square. Đấy, sau khi thì mình cũng đi lựa được một cái thắt lưng trắng cho ông anh. Bây giờ vợ chồng mình bây giờ chưa biết đi đâu cả, thì cứ đi vòng vòng trong Sài Gòn Square xem có cái gì hay hay không. Hiện tại giờ mình đang ở trên lầu nha. Đây là khu vực ở bên dưới nhà đây. Đây là khu vực ở trên lầu. Mình thấy ở đây đa số họ bán quần áo rất là nhiều. Thì shop 79 đây, ở đây đa số mình thấy họ bán sơ mi với polo, áo thun rất nhiều. Đây bà xã mỗi lần đi ngang qua những chỗ nào bán quần áo cho các cháu nhỏ nhỏ là bà xã mình ghé thăm coi. Bây giờ mời mọi người xuống dưới lầu nha, xuống từng trệt. Rồi, sau khi đi tham quan một vòng Sài Gòn Square thì bây giờ vợ chồng mình trở ra ngoài. Đây là khu vực phía bên ngoài của Sài Gòn Square đây. Bây giờ vợ chồng mình đi qua bên Sài Gòn Center.
trung tâm thương mại của người Nhật Takashimaya. Đây là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nha. Đây, hiện tại bây giờ mình đang đứng ở trước cửa trung tâm thương mại của Nhật Bản Takashimaya. Vô trong bên đây mình thấy rất là mát luôn. Hiện tại bây giờ là 12 giờ kém 15. Ở ngoài trời rất là nắng. Bên tầng trệt của trung tâm thương mại Takashimaya, ở đây họ bán đa số là mình thấy nước hoa với đồ trang sức rất là nhiều. Ở đây họ bán rất là nhiều cái mạc lớn của trên thế giới nha. Ở đây thì mình thấy họ bán Shiseido nè, Van Cleef nè, Dizon nè, Armani nè. Bên đây tay phải mình là ở đây họ bán Hermes nè. Bên đây thì mình thấy có Yves Saint Laurent, Lancôme, Guerlain. Momo. Hồi nãy mình vô ở bên cửa Nam Kỳ Khởi Nghĩa của cái sông Takashimaya thì mình đi ngang qua bên đây là mình đi ra cái cửa hướng về Pasteur. Đấy, bây giờ mình đi lên trên lầu 1 của trung tâm thương mại. Khu vực trung tâm thương mại mình thấy ở đây có 5 tầng lầu nha, 4 tầng lầu với 1 tầng trệt. Vừa mới lên trên tầng 1 thì mình thấy bên tay phải là cái gian hàng bán quần áo. Còn bên tay phải mình bán body shop, đây bán những cái đồ thuốc xoa bóp massage dùng để làm massage trước khi tìm được cái sự thoải mái. Bên khu vực này mình thấy họ bán bóp ví, quần áo hiệu Diazen, xa xa là Boss. Đây là Versace, đây là cái mạc nổi tiếng của Ý nha. Còn cái hiệu Versace này ở bên châu Âu bán rất là mắc. Khu vực trung tâm thương mại của Nhật Bản ở đây mình thấy họ bán cái cửa tiệm này bán kính mát đủ hiệu hết, từ Dior, Gucci, Montblanc, Tom Ford. Mà Tom Ford mình rất là thích nha. Bây giờ mà mọi người qua bên khu vực Tom Ford mình coi. Hiện tại bây giờ mình đang ở lò 1 đây, mình quay xuống dưới tầng trệt cho mọi người xem. Ở dưới xa xa, ở dưới tầng trệt đó là cái cửa hiệu bán mỹ phẩm Dior. Hiện tại bây giờ trung tâm thương mại Takashimaya họ đang làm chiến dịch bớt được 50%, tùy theo cửa tiệm nha. Bây giờ mời các bạn theo chân mình lên lầu 2 nha. Ở trên lầu 2 vừa lên trên cầu thang máy thì bên tay trái là mình thấy có cái trung tâm thiếu thị của Nhật Bản đây, Takashimaya. Ở trong đây họ bán đầy đủ mọi thứ hết.
Đây mình quay cho mọi người xem nha, từ áo thun, đồ chơi. Ở đây mình thấy đa số họ bán đồ chơi phía ngoài, còn bên trong thì họ bán giày, bán nhiều thứ lắm. Nói chung đầy đủ tất cả nha. Đây, còn khu vực đây họ bán búp bê. Bên đây thì họ bán Barbie đây. Đây là bên ngoài, phía ngoài của trung tâm thương mại Takashimaya. Hiện tại họ đang làm cái promotion trừ 50%. Có lẽ là cái trung tâm thương mại này họ chuộng con nít hay sao, mình thấy bán đồ chơi rất là nhiều nha. Quá trời luôn. Từ bé trai cho đến bé gái có đầy đủ hết. Đủ loại lứa tuổi. Khu vực đây là cho bê đây. Trung tâm thương mại Takashimaya này rất là hay nghe. Ở trên cái lầu 1 thì mình thấy có cái phòng cho mẹ và bé đây, để thay tã này nọ cho các cháu đây. Có cả dịch vụ giặt ủi nữa. Đây là cái khu vực làm thủ tục giấy tờ thẻ của trung tâm thương mại. Và hướng bên đây đó là mình thấy họ bán kính cũng giống như ở dưới tầng hồi nãy, là mình coi bán đủ hiệu hết. Toàn là những gương mặt của thế giới không thôi. Bên đây thì mình thấy bán về dụng cụ âm nhạc, đàn piano, Yamaha đây. Là cái khu vực họ bán những cái nồi cơm điện đây, Tefal, đây là thương hiệu danh tiếng của Pháp đây. Cái nồi này á, cái lõi cơm bên trong á, rất là nặng nha. Đấy, kỳ rồi mình cũng có mua 2 cái mang về. Còn ở đây họ bán đủ mọi thứ về cái hiệu Tefal này. Đồ sử dụng trong gia đình không thôi. Nồi niêu xoong chảo cái gì cũng có hết, từ máy xay sinh tố rồi máy ép nước, kể cả máy hút bụi nữa. Ai thích chơi golf thì có thể đến đây nha, mua nha, có đầy đủ dụng cụ để chơi golf đây. Từ mũ, nón, quần áo, gậy, quật thì có đầy đủ, không thiếu cái gì hết. Con ca là thiếu tiền thôi, đồ rất là mắc. Bên đây là cái khu vực họ bán đồng hồ Citizen. Cái đồng hồ Citizen này ở bên châu Âu mình thấy bán ít chỗ bán lắm. Nhưng mà về châu Á thì cái Citizen này họ bán rất là nhiều. Kể cả quần áo Pierre Cardin của Pháp nữa. Bên Pháp Pierre Cardin thì trước đây thì rất là cái mạc nổi tiếng của Pháp, nhưng mà sau này mình thấy biến mất trên thị trường của Pháp rồi, có nhưng mà bán rất là ít. Đây, bây giờ mình rời khỏi cái siêu thị của Takashimaya, mình đi vào cái khu vực khác. Trước mặt mình là cái cửa tiệm Puma, con báo đó, đây cái mạc cũng là khá nổi tiếng. Và hiện tại bây giờ họ đang trừ 50%, nếu mà mua 3 món trở lên thì giảm thêm 15%. Giày ở đây có đủ màu hết nha. Khu vực bên đây là cửa tiệm giày Adidas. Ở đây họ bán quần áo thể thao rồi giày dép. Hiệu này là hiệu của Pháp nha. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi
chơi đi dạo ở bên trong cái trung tâm thương mại này. Chứ bình thường mình có ghé đến mấy lần nhưng mà chỉ có thoáng qua thôi. Lần này thì mình dành thời gian bởi vì không có đi du lịch nhiều nơi. Trong lúc chờ đợi các con các cháu về mình rất là dư giả thời gian, nên hôm nay mình đi vòng vòng mình quay cho mọi người xem. Hiện tại như cửa tiệm này nè, họ bán trừ tới 70% gì nữa đây nè. Đây tạm biệt là hiện tại bây giờ mình đang ở tầng 2 nha, tầng thứ 2 ở trong trung tâm thương mại. Đó, tầng trệt bên dưới, tầng 1, tầng 2. Bây giờ mời các bạn theo chân mình lên tầng 3. Đây, mời các bạn đi lên lầu 3 với vợ chồng mình nha. Đây vừa mới lên lầu 3 thì mình thấy có cái gian hàng Uniqlo. Đây là cái mạc của Nhật. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở lầu 3 của trung tâm thương mại. Lầu 4 là khu vực ăn uống nha, là cái lầu cao nhất. Trước mặt mình đây là cái tiệm bán giày Oasis. Ở đây họ bán quần áo thể thao trừ 30-50%. Nhưng mà sau khi trừ rồi đó, mình thấy giá đấy vẫn là mắc nha, so với nước ngoài. Còn bên tay trái mình đó là Reebok. Cũng bán đồ thể thao, giày dép, quần áo. Mình thấy cái khu vực trung tâm thương mại Sài Gòn Center. Nhìn kỹ thì mình để ý là không có lớn cho lắm nha. Một trệt, bốn lầu. Nhưng mà mình thấy cái phạm vi ở đây nó nhỏ, chứ không có lớn so với lại cái Bangkok Center. Mời các bạn theo chân Trường Lâm Nguyễn đi lên khu vực lầu 4. Là khu vực họ bán thức ăn. Vừa mới lên cầu thang của lầu 4 thì mình quẹo phải. Thì đầu tiên cái nhà hàng là nhà hàng Trang Trang Cung. Đây là cái cửa, cái nhà hàng họ bán hấp thủy nhiệt Hồng Kông đây. Mình dự định ăn hôm bữa qua nhưng mà rốt cuộc bận bị công việc, có mấy chị thì mình không đi được. Đây, kế bên nhà hàng Trang Trang Cung là nhà hàng nướng Ngưu Phồn. Để mình quay cho các bạn xem nha. Còn bên tay phải của mình là nhà hàng Sơn Di. Sơn Di này không biết nhà hàng của nước nào đây nữa. Đây, Sơn Di. Chắc cái này của Đài Loan hay của tàu gì mình không biết nha, chắc Đài Loan quá. Đây, tiếp tục là nhà hàng How You. Đây bán cá nướng, bây giờ là buổi trưa là 12 giờ rưỡi nhưng mà tiệm này rất là vắng khách. Kế bên là tiệm Thái đây, Spy Tom. Tiệm này cũng bình thường thôi, không có đông khách cho lắm. Có lẽ cái nhà hàng này là Dinh Đinh Gu gì đó, cái này chắc của Đại Hàn quá. Cái mặt chữ mình nhìn thấy nó quen quen vậy thôi. Tiệm này thì mình thấy rất là đông, khá đông khách. Đây, cái nhà hàng này hồi nãy mình cứ tưởng là của Đài Hàn hay là Nhật Bản gì á,
Nhưng mà khi mà mình hỏi lại đây là nhà hàng của Đài Loan. Mình quay cho mọi người xem này, hiện tại họ đang làm những cái đồ hấp nè. Đủ loại hết. Nhìn rất là đẹp nha. Nhân viên rất là đông. Chính vì vậy nên mình thấy nhà hàng Đài Loan này rất là đông khách. Bên khu vực này thì là như một cái làng nhà hàng. Có Kichi Kichi nè, có phố ngon 37 nè. Đi sâu vào bên trong còn có rất nhiều cửa tiệm. Đây là phố ngon 37, món ngon đường phố. Đây là nhà hàng sushi của Nhật đây. Sushi Hokkaido Sashi. Mình đã từng ăn cái nhà hàng này 2-3 lần rồi. Phải nói là rất ngon nha. Đồ ăn rất là tươi. Gian hàng cửa nhà hàng sushi hay Hokkaido Sashi là ở đây họ có những cái mẫu trưng bày đồ ăn như thật vậy á. Đây là đồ giả không á. Đây mình quay cho mọi người xem đây. Đấy, món cá này. Nói chung là tất cả là cái đồ này là đồ giả hết nha. Họ làm như thật vậy á. Nhà hàng Nhật á, thì đa số mình thấy rất là đông khách. Bên trong mình thấy có khách rất đông nha. Còn bên đây là Sơn Thái, nhà hàng này thì khỏi nói rồi. Trung tâm thương mại này cũng có cái nhà hàng này hết. Ăn rất là ngon, mình cũng rất là thích. Bên đây là Dim Tu Tắc. Nhà hàng này là nhà hàng Hồng Kông nha mọi người. Ở đây họ bán đồ ăn nha. Nhìn họ chụp rất là hấp dẫn. Đẹp. Nhưng mà không biết ra đồ thì như thế nào đây nữa. Rất là đông khách. Ở bên Son Thái này cũng không thua gì nha. Khách cũng rất là đông luôn. Ở bên Son Thái này nó có hai gian lận, gian bên tay trái và gian bên tay phải. Gian nào cũng đông hết. Hôm nay mình vô tình đến cửa tiệm này Dim Tu Tắc của Hồng Kông. Mình đặt chỗ 4 người tối nay. Nhà hàng này là nhà hàng Quảng Đông, mà Quảng Đông tức là bên Hồng Kông. Hy vọng rằng là nhà hàng này đồ hấp rất là ngon. Kế bên Dim Tu Tắc là nhà hàng Crystal Yard, cũng là Hồng Kông luôn, mà chuyên về gà. Gà thì mình sợ rồi, không có mê lắm cái món này. Cái gian hàng này họ bán kem nha, họ trình bày kem nhìn rất là đẹp mắt. Đủ loại món kem nha, đủ loại kiểu hết. Đây mình quay cho mọi người xem này, họ bán đầy đủ hết các mùi nè. Bánh quy nè, có sô-cô-la nè, dâu nè, gum gai-za nè, vani nè, phô-ma nè, dừa nè, bạc hà nè, đậu phộng mặn nè. Có trà xanh nè, có pistach nè, có sữa chua nè. Ở đây họ trưng bày rất là đẹp nha. Đây, cái gian hàng của họ đây. Nhìn rất là xuất sắc nha, tiệm nhỏ thôi nhưng mà bán kem mang đi. Có thể ăn tại chỗ luôn. Trước mặt mình đây là cà phê Hu Nam. Bây giờ mình đang ở tầng trệt, mình sẽ di chuyển rời khỏi cái khu vực trung tâm thương mại Sài Gòn Center đi về lại hotel. Thì coi như là cái chuyến
du lịch Việt Nam lần này thì cái trung tâm thương mại này là cái trung tâm thương mại đầu tiên mà mình ghé tham quan và mình quay tương đối khá nhiều cho các bạn xem. Đây là những cái hình ảnh trước khi mình rời khỏi cái trung tâm thương mại Takashimaya để mình trở về lại hotel nha. Mình quay cho mọi người xem đây. Đây là hướng cổng Pasteur, nhưng mà mình không có ra cổng này, mình bọc ra phía cổng Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ở đây có cái cửa tiệm bán Nespresso, là bán cà phê, những cái capsule mà mình uống thường xuyên ở bên Pháp đây. Ở đây họ bán giá cũng tương đối đồng giá với lại ở bên Pháp nha. Đây là cái cửa tiệm bán ví Longchamp, cũng là cái mạc nổi tiếng ở bên Pháp đây. Còn hướng bên đây là cổng lên lại với Pasteur. Hiện tại bây giờ mình đang đi ra khỏi Sài Gòn Center ở bên đường Lê Lợi đi về hướng chợ Bến Thành. Trời trưa nay không có nắng lắm, gió tương đối dịu dịu nhưng mà hơi oi. Mát thì có mát nhưng mà nó hơi hầm. Trung tâm thương mại Sài Gòn Center có rất là nhiều cửa nghe. Hồi nãy mình đi ra hai cửa bên kia, đây là cửa thứ ba. Có lẽ ở đây có tất cả những năm cửa thì phải. Phải nói ở trước cửa trung tâm thương mại, những cái vỉa hè họ giữ gìn vệ sinh rất là sạch sẽ nghe. Lúc nào cũng có người quét dọn. Người Nhật có khác. Đây bà xã mình qua đường đi về hướng bên kia. Hiện tại bây giờ mình đang ở giữa cái khu vực Sài Gòn Center với là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Lê Lợi và đường Nguyễn Trung Trực. Thì ở ngay cái góc đường này đó, mình thấy một cái tour ở đây họ bán ở bên dưới là sushi nè, samoji nè và gác nhỏ. Đó, đây là một cái tòa nhà một trệt ba lầu, bốn lầu. Họ chia từng cái khu, từng lầu một họ bán nhà khác nhau nha. Trước mặt chợ Bến Thành là cửa đông là đường Lưu Văn Lang, tức là đường Tạ Thu Thâu cũ đây. Đi đâu chơi? À, mình muốn trở về lại hotel á, thì bắt buộc mình phải đi ngang qua cái khu vực chợ Bến Thành đây. Đây mình quay cho mọi người xem. Chợ Bến Thành này á, là mình coi như một ngày mình đi ngang qua ít nhất phải 4 lần. Tức là 2 lần đi và 2 lần về. Cái cửa của mình đi là về hướng cửa Tây nha. Nhưng mà đi vào trung tâm thì về đi hướng cửa Đông, đi xuyên qua chợ Bến Thành. Bây giờ mời mọi người theo chân mình đi vào cửa Đông của chợ Bến Thành để đi hướng về cửa Tây. Bây giờ là khoảng hơn 1 giờ trưa rồi. Ở ngoài trời tương đối khá nắng. Hiện tại bây giờ là bữa ăn trưa nên mình thấy rất nhiều
người làm việc ở cái khu vực chợ Bến Thành họ đang dùng bữa cơm trưa. Khách thì không đông cho lắm, nhưng mà đa số mình thấy khách du lịch ở đây đến chợ Bến Thành mua sắm rất là nhiều. Đi ở bên trong lòng chợ đó, mình còn có cảm giác là mát bởi vì họ để máy quạt đó. Chứ còn bây giờ mình đi ra hướng bên ngoài trời rất là nóng, mặc dù hôm nay là trời không có nắng nhiều, nhưng mà khí hậu rất là oi. Excuse me. Đi vào cái khu vực chợ Bến Thành á, đi những cái khu vực chính á, đường lớn rộng thì tương đối còn thấy thoải mái một chút, chứ đi vào những cái con hẻm nhỏ thì rất là nóng, rất là hầm. Trước mặt mình là đường Nguyễn An Ninh nha, là đường đi về hướng hotel của mình đây. Bên trái là Mai Vân, Tổ Tiên, đó bên phải mình là Hà Tâm. Hôm nay thì ở hai bên tiệm nào cũng mở cửa, mà tiệm nào cũng đông khách để đổi tiền, đổi bạc. Đây là Hà Tâm đây. Còn bên đây là Mai Vân. Nhưng mà Mai Vân mình thấy không có đông bằng Hà Tâm nha. Mình thấy khu vực này đa số mình gặp người Hồi giáo rất là nhiều. Đây là cái cửa sau của khách sạn Silverland. Silverland Bến Thành đây. Cái hotel này nó có hai mặt, mặt trước và mặt sau. Mặt sau thì ở đường Nguyễn An Ninh. Đầu đường này mình thấy có cái tiệm bún mọc Thanh Mai đây. Mấy giờ? 5 giờ sáng. Sau khi từ đường Nguyễn An Ninh thì mình đi qua bên khu vực đường Trương Định. Đây là khu vực đền thờ Ấn Độ giáo đây. Bây giờ mình đang ở trên đường Lý Tự Trọng, đường trở về hotel đây. Hotel mình chỉ còn vài chục mét nữa thì đến rồi. Đây là ngã ba Lý Tự Trọng và Lê Anh Xuân. Thì ở đây có cái hotel Calista. Lần trước mình dự định là mình mướn ở đây đó. Ở đây tới gần 2 tuần, nhưng mà rốt cuộc bây giờ mình xù, mình không ở đây nữa. Ở trên hình ảnh thì mình thấy rất đẹp, nhưng mà cũng may mắn là có bạn bè ở đây rồi. Họ nói cái hotel này thường thôi chứ không có tốt, nên mình mới đổi qua bên Alagon. Khách sạn Alagon nó có 3 cái là Antique này, Spa Sài Gòn này, với lại City, Alagon City. 3 cái nó họp mặt với nhau, nó thành một cánh quạt, nó tập trung ở giữa. Thì ở giữa họ làm cái canteen, cái nhà hàng, cái chỗ ăn buffet. Ở bữa ăn sáng buffet ở đó cũng rất là ngon. Mấy ngày hôm nay mình ăn thấy cái họ thay đổi rất là nhiều món nha. Nhân tiện đây thì mình cũng giới thiệu luôn cho mọi người biết, đây là cái Sài Gòn, cái Hotel Alagon Hotel Spa đây. Đây là trực thuộc trong cái hệ thống Hotel Alagon. Bây giờ mời mọi người theo chân mình đi vào Hotel
Aragon Antique. Đi qua bên City một cái. Tiếp tục cái thứ hai ở trong cái hệ thống Aragon này đó, Antique á, đây là cái thứ hai mình quay cho mọi người xem nha. Đây là cái cổng chính mà mình ở đây. Aragon Hotel Spa. Đây là cổng chính của khách sạn Aragon Antique. Bên trong đây rất là đẹp. Còn một cái nữa ở bên Aragon City. Mình sẽ qua bên đó mình quay cho mọi người xem. Hiện tại bây giờ mình đang ở trong cái sảnh của Aragon Antique. Đây là cái sảnh chính để mọi người check in. Bây giờ mời mọi người theo chân mình đi qua bên Aragon City. Hệ thống Aragon ở đây họ có 3 cái khách sạn khác nhau nha, nhưng mà tập trung là cái sảnh buffet ở đây. Đây là cái sảnh chính này để mình ăn uống đây, buffet đây. Hiện tại bây giờ là họ ăn cơm trưa. Đây mình cũng có thể đi qua bên đây để mình đi qua Aragon City. Chú ra được ha? Đó, bây giờ mình ra cái cửa này là qua bên Aragon City nha. Bởi vì họ tập trung ở cái nhà hàng buffet. 3 cái tập trung thành một nên mình thấy nó rất là rộng. Đây, bây giờ mình đang đứng ở đường Phạm Hồng Thái. Đây là khách sạn Aragon City. Hiện tại bây giờ mình đang ở đường Phạm Hồng Thái nha. Mình đi vào trong hotel bằng Aragon City. Đây là cửa vào của khách sạn Aragon City đây. Chào em. Anh quay đi thôi. Đây bây giờ mình đi vào trong khu vực của ăn uống đây, khu vực buffet ăn buổi sáng. Ở đây họ chia 3 khu vực và 3 khu vực khác nhau nha. Nhưng mà ăn thông qua nhau. Đây bây giờ là không phải là bữa ăn trưa, chỉ có ăn sáng thôi thì mọi người mới được ăn ở đây. Đó. Mình quay cho mọi người xem. Đây là Aragon Spa. Mình vừa đi qua nó là Aragon City. Ở đây có cái quầy bar này nè. Bây giờ mình đi qua khu vực của Aragon Antique. Antique thì ở đây mình thấy cái khu vực buffet họ trang trí rất là đẹp. Nên ở đây là cái trung tâm, coi như là cái nhà hàng chính của khách sạn Aragon, của cái group Aragon. Đây, bây giờ mình sau khi quay cho mọi người xem, giờ mình trở về phòng đây. Đây phòng của mình đi bằng cái con đường này, thang máy này. Cái đường hồi nãy mình đi là bên kia nghe, mình đi đường Phạm Hồng Thái. Ở đây họ có 11 tầng nha. Tầng 11 đó là hồ bơi. Và lại cái sân thượng, cái terrace để cho mọi người vừa tắm rồi phơi nắng. Đây là lầu 8F. Khu vực đi về phòng của mình đây. Phòng 810. À, mình về đến đây thì mấy cô lo phòng thì đã sửa soạn, đã sắp xếp lại rất là gọn gàng luôn. Phòng này là cái phòng đầu tiên mình tới để mình ở. Nên cái diện tích ở đây nó không có lớn, khoảng chừng 20 mét thôi.
Đợt sau thì phòng sẽ lớn và có cửa sổ. Bây giờ là khoảng 6 giờ 10 tối. Hiện tại bây giờ mình đang ở ngã 6 khu Đồng Thiên Vương. Hôm nay thì vợ chồng mình với lại chị Thủy, chị Hương nữa đi ghé Dìn Ký ăn cơm. Đây, tối nay vợ chồng mình với lại chị Hương, chị Thủy ghé Dìn Ký ăn cơm nữa. Khu vực ngã 6 Phù Đổng này mình thấy rất là vui nha, xe cộ rất là tấp nập. Buổi tối ở khu vực Nguyễn Trãi thì khỏi nói rồi, khu đó khu ăn uống với lại khu thời trang trước đây. Đây, đường này là đường Lê Thị Riêng, đường này đi vô bánh mì ở Huỳnh Hoa gì đây. Dự định trưa nay mình đặt chỗ ở Dìn Tú Tắc, mời hai chị ăn. Nhưng mà mấy chị bảo thôi ăn ở Dìn Ký đi, ngon mà lâu rồi mấy chị cũng chưa ăn. Nên mình xù ở chỗ Dìn Tú Tắc, mình ăn ở bên Dìn Ký. Dây dân nó mới gọi phone mà nó tắt rồi. Hai phần chân gà. Dạ, một phần này lấy phần này. Đúng rồi. Dạ rồi, một chiên một phần này vừa qua ra. Dạ đúng rồi. Cái này là hủ kỳ. Hủ kỳ. Sốt dầu hào, cái này là hủ kỳ. Hủ kỳ cuộn tôm chiên giòn. Vậy được. Đúng rồi. Còn mì. Chưa, còn chân gà với lại cái sò điệp. Sò điệp ở này. Bánh cuốn. Cuốn cái này luôn. Với cái thứ một phần. Xíu mại khô. Không, con lấy cái này nha. Dạ, dạ, con bị tại vì cái này okay. Nó giống như xíu mại ăn bánh mì. Dạ, đúng rồi. Rồi, chị có ăn này không? Thôi, mình bảo. Chị có ăn không? Nó có 3 bánh rồi đó. Ông ăn mì rồi, ăn 5 cái kia rồi, 6 phần kia rồi. Ăn mì đi. Đâu, mì có mì gì? Tôi ăn mì xá xíu á. Ngoài mì xá xíu có mì gì nữa? Mì Hoành Thánh xá xíu. Mì hải sản, mì cọp, mì tôm. Mì xá xíu đây. Mì cá. Hoành Thánh này là tà heo phải không? Dạ đúng rồi. Còn xíu cảo tôm đâu? Xíu cảo là có tôm. Dạ, mì ở đây xíu cảo. Lấy xíu cảo không cũng có. Tôm. Em muốn lấy tôm lấy thịt để em nói. Cái này gì đây? Xá xíu. Lấy phần này đi. Cái này là vừa xíu cảo vừa mì vừa ấy luôn dạ, không? Cái này vừa Hoành Thánh vừa xá xíu rồi không có mì. À không có mì à? Dạ. À phải có mì nữa chứ. Thì em lấy cái mì xíu cảo. Em lấy mì xá xíu nè. Thì nó có mì. Mì xá xíu đi. Mì xá xíu không? Còn mì thập cẩm là cái gì trong đó? Dạ con có chả cá, gà với lại chả cá, mì xương. Rồi cạch không mê lắm. Tao cho con cái xá xíu, con cái xíu cảo. Giống như là thầy. Uống lon bia. Heineken. Ok. Ăn xong rồi có để xe mà. Đây, tàu hũ tôm chiên đây. Bên đây là mì xá xíu. Còn đây chị Hương với chị Thủy ăn mì hoàn thánh. Giống như hồi xưa chị Thủy. Mình vô mấy tôm, cái bánh tôm nhìn rất là hấp dẫn nha. Đó. Rồi, chúc hai chị ăn ngon nha, ăn ngon miệng. Đây là mình ăn cái món mì xá xíu. Và đây có món bánh tôm rất hấp dẫn nha. Dẫn à, món ngon lắm à. Rất là ngon lắm á. Được chưa? Ok rồi, chưa? Rồi. Ok. Em còn mấy xíu cáo nữa mà. Ở đây họ cho một lần ra một cú luôn. Ăn đồ nguội hết. Đây gà hấp đây, chân gà, tàu hũ kỳ, bánh cuốn tôm, đây chân gà. Còn đây là cái gì đây? Sò điệp à? Sò điệp. Cháu ơi, nếu có ngưng đi nha, để cô ăn này xong rồi cô kêu tiếp nha. Dạ. Mình cứ ra xúc luôn.
Bánh cuốn tôm một phần, mì sủi cảo một phần, mì xá xíu. Đây, sau khi ăn uống xong xuôi rồi đó thì tính toán trả tiền, bà xã mình rất là kỹ kiểm soát coi có món dư cái thì hay không. Mấy cháu có hai tô mì, hai tô xá xíu, một sủi cảo phải không? Ơi, bữa ăn hôm nay rất là ngon, nhưng mà có hơi sơ sót một chút thôi, nhưng mà không quan trọng. Đây, nhà hàng Sinh Khí. Đối diện Dìn Khí là Tân Hải Vân. Ngã 6 Phù Động vào lúc 8 giờ kém 5. Bây giờ mình, vợ chồng mình với là Trương Chú Thủy đi ra Bến Bạch Đằng ngồi uống nước ở ngoài đó. Bây giờ mình trở về lại đường Lý Tự Trọng đây, hướng đi về hotel. Đến góc đường Nguyễn Huệ với đường Lê Lợi thì mình thấy ở đây họ đang tổ chức cái sự kiện, nghe nói là 28 tháng 6 thì sẽ tổ chức ngày hội gia đình Việt Nam. Đây họ đang trang trí. Ở đây họ làm cái hội chợ là khá lớn, khai trương vào ngày 28. Và ngày 28 thì mình cũng đã rời về phố Nguyễn Huệ đi bộ. Mình ở đây mấy ngày. Có lẽ lúc đó là mình sẽ quay cho mọi người xem. Từ thực tiếp. Đây. Phố chợ quê nè. Lớn lắm mấy nhà. Đây họ tổ chức cái khu vực này lớn lắm. Nhưng mà hình như hồi xưa ở trước đây, đây là cái thương xá không chị? Thương xá Tắc phải không? Anh nhân dịp sau khi đi ăn ở Dình Ký rồi ra ngoài đi bộ phố Nguyễn Huệ thì dẫn hai chị vô trong tham quan khách sạn Royal Sài Gòn. Trước đây có cái tên là Kim Đô. Thì thứ năm này mình sẽ ra ngoài này ở. Đã nhân tiện mình. Đúng rồi, đi cái sự kiện hội chợ gì kỷ niệm lễ gia đình gì đó, ngày lễ gia đình. Ngày lễ dân người Việt Nam. Đây là cái phòng tranh nha, họ vừa trưng bày và họ bán luôn. Tranh rất đẹp. Những bức tranh trang trí ở đây đó được vẽ theo nhiều thể loại khác nhau nha. Vâng. Bức tranh này có thể là họ miêu tả, họ vẽ lên những cô gái trường Gia Long hoặc là trường Trưng Vương. Bức tranh này quá sống động luôn. Đây là tranh sơn dầu nha các bạn. Rất đẹp. Tây Bắc á. Tây Bắc thì nó được đá. Thôi, sau khi dẫn hai chị đi tham quan khách sạn Hoa Giang Sài Gòn thì bây giờ mình trở ra phố Nguyễn Huệ đi bộ. Màu đỏ, màu gì trên đường nó làm bằng đồng để ra tiền đó. Đứng lâu đứng là tiếng hồ đó nghe em. Vô tình mình đứng đây thì mình chứng kiến cái cảnh công an đến đi hốt những cái người nghệ nhân thành phố. Đó, họ chạy tùm lum. Người làm tượng. Những người làm tượng, đứng tượng rồi Tề Thiên Đại Thánh cũng phải bỏ chạy luôn. Phố đi bộ Nguyễn Huệ muôn thuở lúc nào cũng vui hết. À, hai cái cầu nè. Đúng rồi. Màu vàng đó. Mỗi một lần mình đi ngang qua Sun World Tower này là nhớ anh Hải, chị Nhung với vợ chồng anh Lý, chị Trúc. Đây hôm nay Ti với chị Thủy với chị Hương vô Starbucks. Rất là nhiều năm mình đi về Việt Nam nhưng mà đây là lần đầu tiên mình uống cà phê Starbucks. Mình thì mình rất thích uống ở Highland Coffee.
Ở Highland Coffee mình mê cái món matcha trà xanh á, tuyệt vời luôn. Ở đây thì họ bán theo một cái dạng cái lối của bên Mỹ. Mà cái món ở bên cà phê Starbucks này thì cái cậu em họ mình ở bên Mỹ rất là mê. Cảm ơn chị Hương đã mướn xe Porsche Booster chở Lâm đến Starbucks uống cà phê nha. Sài Gòn lúc 10 giờ tối ở quán cà phê Starbucks. Quán cà phê Starbucks này nằm ở trên đường Đại lộ Nguyễn Huệ nha, phố đi bộ. Ở bên tay phải mình đó, ở đây mình thấy một cái dàn xe điện. Lấy cái dàn xe điện này là mới ra lò ở Sài Gòn được mấy tháng thôi. Đây mấy cái anh mặc cái áo màu đen này đó là tài xế của những cái dàn xe điện. Đó, đây là cái dàn xe điện đây. Đây là chị Thủy, chị này là chủ xe. Đây là chị đầu tư mua xe điện ở bên Việt Nam này, lời lỗ thì chưa biết. Chờ giờ đến cuối năm thì mới biết có lời hay không. Tối hôm nay là cái tối tuyệt vời nhất trong 5 ngày mình đến Việt Nam. Hôm nay là ngày mát mẻ nhất nha. Sáng nay trời rất là nóng. Đây là ở trong Lâm vẫn là chị Thủy, chị Hương. Đây, với các anh, các chị này ở đây cũng hồ hởi phấn khởi. Gió mát trăng thanh. Đi dạo ở phố đi bộ Nguyễn Huệ thật là tuyệt vời. Có những sự kiện ngày 28 có những